Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách quảng cáo Facebook từ A đến Z để các bạn có thể tự chạy quảng cáo và gia tăng doanh số bán hàng của mình lên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì đầu tiên xin giới thiệu các bạn một chút, thì tôi tên là Vũ Tuấn Anh. Hiện tại thì tôi là một trong những chuyên gia về chạy quảng cáo, huấn luyện và đào tạo về quảng cáo Facebook. Những bạn nào mà có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ với tôi, được không? Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để bạn tự chạy quảng cáo từ A đến Z để bạn gia tăng các doanh số bán hàng, doanh thu của mình lên. Trước khi mà chạy quảng cáo thì các bạn cần phải chuẩn bị một số thứ để mà các bạn chạy quảng cáo được. Thứ nhất là bạn phải có cái tài khoản Facebook, và cái số 2 là bạn phải thanh toán quốc tế là thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard để giúp các bạn phải thanh toán tiền cho Facebook để Facebook phân phối quảng cáo cho các bạn. Quảng cáo Facebook có nghĩa là gì? Quảng cáo Facebook có nghĩa là bạn trả tiền cho Facebook để Facebook phân phối cái quảng cáo của bạn cho đến đúng những khách hàng tiềm năng của bạn. Ví dụ đây là một cái quảng cáo Facebook, đúng không ạ? Đây cũng là một cái quảng cáo Facebook. Và hiện tại thì quảng cáo của Facebook hiện tại đang là một trong những cái quảng cáo cực kỳ hiệu quả. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì là Facebook hiện tại là một cái nền tảng mà ở Việt Nam của chúng ta có hơn 40 triệu người dùng. Có nghĩa rằng có hơn nửa dân số của Việt Nam sử dụng Facebook. Và đặc biệt là Facebook sẽ nhắm đối tượng khách hàng mục tiêu của quảng cáo chúng ta dựa trên cái profile người dùng và dựa trên cái hành vi người dùng. Chính vì vậy cho nên quảng cáo của Facebook có thể target một cách, tức là có thể nhắm mục tiêu một cách chính xác đến những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta mong muốn. Tôi lấy ví dụ như là bạn bán quần áo chẳng hạn, thì bạn có thể nhắm mục tiêu đến những người mà có sở thích là họ thích quần áo. Bạn bán phụ kiện cho iPhone chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể nhắm đến những người mà đang sử dụng điện thoại iPhone để mà chúng ta quảng cáo những người như vậy, thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Và đấy chính là lý do mà quảng cáo Facebook rất là hiệu quả là vì như vậy. Ở trong video này thì tôi giới thiệu các bạn tổng quan cách làm thế nào để chúng ta chạy một cái bài quảng cáo. Bởi vì là trong cái video của ta thì không có quá nhiều thời gian, chính vậy cho nên tôi sẽ giới thiệu các bạn một cách tổng quan nhất mà thôi. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn thì các bạn có thể vào trong cái kênh video của tôi. Ở trong kênh video của tôi thì có rất là nhiều những cái video mà tôi đã quay để hướng dẫn các bạn, có thể lên YouTube và tìm Vũ Tuấn Anh thì nó sẽ xuất hiện ở cái video của tôi đầu tiên đây. Đây là kênh video của tôi, thì bạn có thể ấn nút đăng ký vào đây. Khi mà các bạn đăng ký này thì khi tôi có bất kỳ một cái video mới nào thì bạn có thể nhận được cái thông báo về cái video mới của tôi để bạn có thể học thêm. Và đặc biệt ở trong này thì tôi có rất là nhiều những cái video đã chia sẻ về kinh doanh online, rồi cách làm thế nào để phải bán hàng kinh doanh. Chính vì vậy cho nên là khi mà bạn vào trong cái kênh video của tôi như này thì bạn đăng ký kênh video của tôi để bạn có thể nhận được những thông báo về kênh video của tôi. Và đặc biệt hơn đó là để các bạn có thể có cơ hội được học hỏi nhiều hơn nữa từ những cái video mới ra nhất của tôi. Và có lẽ cái phần quảng cáo thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn tổng quan về quảng cáo để mà các bạn có thể tạo ra một cái tài khoản quảng cáo ở trên Facebook của mình. Các bạn cần phải có cái thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard, tức là thẻ thanh toán quốc tế. Khi mà các bạn thêm cái thẻ thanh toán quốc tế đó vào cái tài khoản Facebook của chúng ta thì chúng ta sẽ được một cái tài khoản quảng cáo. Khi chúng ta có tài khoản quảng cáo rồi thì chúng ta mới có thể quảng cáo được, bởi vì chúng ta phải thanh toán quảng cáo cho Facebook. Làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái bài quảng cáo các bạn? Để các bạn tạo cái bài quảng cáo ấy, các bạn ấn vào cái phần cài đặt này, đúng không? Và trong này chúng ta sẽ có chữ tạo quảng cáo. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái cách để mà các bạn tạo một cái quảng cáo. Nhưng ở trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo quảng cáo bằng trình quản lý quảng cáo, đúng không? Cách đơn giản nhất để mọi người có thể quảng cáo. Bạn ấn vào phần tạo quảng cáo và chờ một lúc để cho cái mạng của chúng ta nó load cái trình quản lý quảng cáo của chúng ta. Vâng, đây là cái giao diện của trình quản lý quảng cáo của ta. Thì ở đây có rất là nhiều các mục tiêu. Các bạn lưu ý là trước khi mà các bạn quảng cáo thì các bạn phải xác định rõ cái mục tiêu của chúng ta là gì, đúng không? Ở đây của chúng ta có một số cái mục tiêu các bạn cần lưu ý. Mục tiêu đầu tiên là mục tiêu nhận thức về thương hiệu. Ở cái mục tiêu về nhận thức thương hiệu này thì Facebook sẽ giúp các bạn phân phối đến những cái người dùng để cho người ta có cái nhận thức về thương hiệu của các bạn. Nếu như bạn muốn nâng cao cái thương hiệu của mình lên thì hãy sử dụng cái trình quản lý quảng cáo này. Tiếp theo là số người tiếp cận, tức là ở cái phần số người tiếp cận này thì Facebook sẽ giúp các bạn tiếp cận được nhiều người nhất có thể trong cái bài quảng cáo của các bạn. Ở phần số người tiếp cận này thì Facebook sẽ tập trung cho bạn nó làm thế nào để cái quảng cáo và cái bài quảng cáo của bạn có thể có nhiều người tiếp cận nhất có thể, cũng là mục đích là chúng ta gia tăng cái nhận diện thương hiệu của mình lên. Lưu lượng truy cập, tức là chúng ta gia tăng cái lưu lượng truy cập vào website của chúng ta.
Tương tác ở cái phần này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái người tương tác vào cái fanpage của chúng ta, cái bài quảng cáo của chúng ta. Thì ở đây ở cái mục tương tác này thì gồm có 3 phần nhỏ nữa, đó là tương tác bài viết. Khi mà chúng ta muốn quảng cáo được thì chúng ta cần phải có cái bài quảng cáo. Chính vậy cho nên là nếu như bạn chọn là tương tác bài viết này thì Facebook sẽ phân phối cái quảng cáo của ta để cho cái quảng cáo của chúng ta có nhiều người dùng tương tác đến với cái quảng cáo của ta nhất. Tiếp theo là số người thích trang, đúng không ạ? Chủ yếu tập trung cho bạn quảng cáo để làm sao cho có nhiều cái người mà thích trang của các bạn nhất. Cái quảng cáo ở phản hồi sự kiện này sẽ giúp cho bạn có thể tiếp cận được cái sự kiện của các bạn, có thể tiếp cận được với nhiều người hơn. Số lượt cài đặt ứng dụng, tức là chúng ta muốn quảng cáo một cái app, một cái ứng dụng nào đó thì chúng ta lựa chọn cái hình quảng cáo này. Quảng cáo số lượt xem video, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn quảng cáo video thì bạn có thể lựa chọn cái quảng cáo này thì nó sẽ giúp các bạn có thể tiếp cận được với nhiều người hơn. Tiếp theo là quảng cáo khách hàng tiềm năng. Quảng cáo khách hàng tiềm năng này sẽ giúp các bạn thu cái data của khách hàng tiềm năng của các bạn, bao gồm số điện thoại, email, những cái thông tin tùy chỉnh khác. Khi mà khách hàng ấn vào quảng cáo ấy, thì Facebook sẽ tự động lấy thông tin về số điện thoại, email và họ tên của khách hàng dựa trên cái profile của khách hàng đã đăng ký với Facebook. Và nếu như khách hàng muốn gửi cái thông tin đi, họ chỉ cần ấn nút gửi là Facebook sẽ nhận được toàn bộ cái thông tin đó và gửi lại cho bạn để thu thành một cái tệp data khách hàng tiềm năng. Quảng cáo tin nhắn này sẽ thu hút mọi người có thể nhắn tin với fanpage của bạn nhiều hơn và trên Messenger. Tiếp theo là quảng cáo về gia tăng tỷ lệ chuyển đổi trên website, đoạn cái này quảng cáo và gia tăng tỷ lệ mua hàng trên website. Quảng cáo danh mục sản phẩm cũng tương tự như vậy, đoạn khi mà quảng cáo danh mục sản phẩm thì bạn sẽ phải tạo ra một list các cái sản phẩm, đúng không? Để mà quảng cáo thì Facebook đã phân phối một lúc cả cái list cái sản phẩm đấy luôn và ghé thăm cửa hàng cái quảng cáo để cho nhiều người ghé thăm tới cái cửa hàng của chúng ta hơn. Thì có rất là nhiều những cái mục tiêu như vậy. Thì trước khi mà quảng cáo thì bạn cần phải, thứ nhất đó là bạn cần phải lựa chọn cho mình cái mục tiêu của mình quảng cáo là gì. Mình muốn gia tăng cái nhận diện thương hiệu, mình muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng trong website, mình muốn có nhiều người truy cập đến website của chúng ta hơn, hay chúng ta muốn có nhiều người xem video, hay là chúng ta muốn có nhiều người tương tác các bài viết của chúng ta hơn. Trước khi quảng cáo thì bạn cần phải viết một cái bài quảng cáo, đúng không? Tôi lấy ví dụ, trước khi mà bạn quảng cáo thì bạn cần phải viết một cái bài quảng cáo trên fanpage của chúng ta trước. Chúng ta có thể tạo sau cũng được, nhưng chúng ta tạo trước thì nó dễ hơn. Ví dụ như là cái fanpage Aegon Shop này, chúng ta có thể tạo ra một cái bài quảng cáo trước, tí nữa chúng ta quảng cáo sẽ dễ hơn. Đây đúng không? Ví dụ đây là cái bài quảng cáo tôi tạo. Thì để làm thế nào để tạo một cái bài quảng cáo hấp dẫn thì bạn có thể xem cái video mà hướng dẫn viết content của tôi. Còn ở trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn và các bạn về tổng quan về quảng cáo, cho nên tôi sẽ không có nhiều thời gian để hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để viết cái content hiệu quả. Đúng không? Đây là cái bài quảng cáo rất là đẹp. Thì chỉ trước khi mà chúng ta quảng cáo, chúng ta phải chuẩn bị cái bài quảng cáo của chúng ta trước, đúng không? Ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể quảng cáo cái bài viết của chúng ta ở cái mục là chúng ta muốn có nhiều người tương tác với bài quảng cáo của chúng ta. Thì để có nhiều người tương tác bài quảng cáo thì tôi sẽ lựa chọn là tương tác, đúng không ạ? Và lựa chọn là tương tác với bài viết. Ở đây tôi đặt tên chiến dịch, thì tên chiến dịch là một cái tên để chúng ta phân biệt giữa các chiến dịch khác mà thôi, cho nên nó không quan trọng và khách hàng cũng không nhìn thấy tên chiến dịch của chúng ta. Chính vì vậy cho nên là bạn đặt cái tên chiến dịch làm sao cho bạn dễ nhớ, dễ hiểu nhất là được. Sau khi mà tạo tên chiến dịch xong thì bạn sẽ ấn tiếp tục để chúng ta vào phần số 2, là phần nhóm quảng cáo. Ở phần nhóm quảng cáo này, việc đầu tiên bạn có thể đặt tên cho nhóm quảng cáo này. Tên nhóm quảng cáo cũng giống như tên chiến dịch, đó chỉ là một cái tên để chúng ta phân biệt mà thôi. Cho nên các bạn không cần phải gọi là băn khoăn về cái tên này lắm, các bạn đặt tên theo làm sao các bạn dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Ở phần tiếp theo là phần đối tượng, tức là phần mà chúng ta sẽ nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng của chúng ta. Trước khi mà chúng ta quảng cáo thì có một cái khái niệm được gọi là khái niệm xây dựng trên khung khách hàng. Và khi mà bạn đã xây dựng trên khung khách hàng xong rồi ý, thì bạn biết là khách hàng trong độ tuổi nào này, ở khu vực nào này, giới tính là gì này, có sở thích và hành vi là gì. Thì ở cái phần này thì bạn chỉ cần nhập chính xác cái đối tượng, thông tin của đối tượng khách hàng của bạn vào mà thôi, thì Facebook sẽ phân phối cái quảng cáo của bạn đến những cái khách hàng tiềm năng ở trong cái mục đối tượng này, đúng không? Ở đây chúng ta có thể nhập là Việt Nam này, hoặc là chúng ta có thể ở cái phần vị trí này, tức là chúng ta muốn Facebook phân phối cái bài quảng cáo của ta đến những người ở cái vị trí nào. Chúng ta có thể lựa chọn vị trí, ví dụ như chúng ta có thể quảng cáo ở cả Việt Nam ta luôn, nhưng chúng ta có thể quảng cáo chỉ ở Hà Nội thôi chẳng hạn.
Thì bây giờ đánh Hà Nội vào. Ở đây là bán kính, chúng ta có thể chúng ta muốn quảng cáo chỉ cho những người trong thành phố Hà Nội thôi, thì chúng ta lựa chọn là những người chỉ thành phố hiện tại hoặc là những người cách trong bán kính bao nhiêu xa đó, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn ở Bắc Ninh. Chúng ta có thể lựa chọn hai thành phố, chúng ta có thể lựa chọn một hoặc hai thành phố ạ. Ví dụ chúng ta lựa chọn là Hải Phòng ạ. Đó, chúng ta có thể quảng cáo hai thành phố. Khi mà chúng ta lựa chọn Bắc Ninh và Hải Phòng này thì quảng cáo của bạn sẽ đồng thời một lúc thì sẽ tiếp cận được cả hai đối tượng ở khu vực Hải Phòng và Bắc Ninh. Tiếp theo độ tuổi này thì chúng ta lựa chọn cái độ tuổi của khách hàng tiềm năng của chúng ta để cho Facebook phân phối tới những khách hàng tiềm năng đấy. Ví dụ thời trang thì tôi lựa chọn là từ 18 đến 24. Ở giới tính luôn, chúng ta muốn quảng cáo đến cho những người có đối tượng nào? Tôi chọn là nữ. Ngôn ngữ cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể lựa chọn tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Ở đây chúng tôi muốn quảng cáo cho những người Việt cho nên chúng tôi lựa chọn là tiếng Việt. Đây là xong phần thông tin cơ bản để bạn có thể quảng cáo được. Tiếp theo nhắm mục tiêu chi tiết này thì bạn có thể nhắm những mục tiêu, ví dụ như tôi lấy ví dụ như là tôi nhắm mục tiêu là sở thích quần áo chẳng hạn. Tiếp theo là sở thích về đồng hồ. Ở phần sở thích này là những người là tức là khách hàng ta có sở thích gì thì người ta lựa chọn cái sở thích vào thì Facebook sẽ tự động phân phối cái quảng cáo của ta đến những người như vậy. Chứ vậy thì chúng ta lựa chọn những cái sở thích mà khách hàng ta thích chứ không phải là chúng ta thích, đúng không? Đặc điểm của khách hàng của chúng ta là họ hay thích những cái gì? Mua sắm thời trang này. Thì sau khi chúng ta lựa chọn xong cái sở thích này thì ở bên tay phải của chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cột nhỏ. Ở cái cột này thì nó sẽ xác định thứ nhất là quy mô khách hàng tiềm năng của bạn là gồm có bao nhiêu người. Cái số 2 là kết quả hàng ngày ước tính số người tiếp cận được là từ số người tương tác bài viết cũng là ước tính hết. Tất cả những con số này đều là con số dự tính của Facebook. Chính vậy nó có thể chính xác hoặc không chính xác, nó có thể hơn hoặc có thể ít hơn. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ rằng đây là một số liệu chính xác rồi và khi mà chạy quảng cáo thì số liệu nó lại không như vậy. Vậy đây chỉ là một số liệu là mang tính gọi là tương đối mà thôi. Thì đấy là cái phần target, nhắm mục tiêu chi tiết. Bạn có thể lựa chọn hành vi đúng không? Lựa chọn những người sử dụng iPhone chẳng hạn. Hành vi, chúng ta có thể lựa chọn hành vi. Ở trong mục này thì có thêm ba cái mục nhỏ nữa, bốn cái mục nhỏ là gọi của lưu ý. Thứ nhất là nhân khẩu học, số 2 là sở thích và hành vi, và số 2 là sở thích và số 3 là hành vi và số 4 là các danh mục khác. Thì ở trong cái khóa học chuyên sâu hoặc là ở trong những cái phần chuyên sâu hoặc là trong những cái video khác thì tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết cái phần này hơn. Bởi vì là trong một cái video này thì tôi không thể nào nói hết được tất cả mọi thứ. Tiếp theo ở cái vị trí quảng cáo này, tức là cái vị trí hiển thị của quảng cáo Facebook ở trên khi mà khách hàng mà chúng ta nhìn thấy quảng cáo này thì nó sẽ hiển thị ở trên vị trí nào. Ở đây sẽ có một số cái vị trí các bạn cần có thể quan sát được luôn. Vị trí đầu tiên đó chính là vị trí ở nguồn cấp tức chính xác là cái vị trí đây, đây chính là một cái vị trí nguồn cấp, tức là vị trí ở trên new feed cá nhân của chúng ta luôn. Ở trên tường cá nhân khi chúng ta lướt lướt chúng ta sẽ nhìn thấy quảng cáo đấy, thì vị trí đấy được gọi là vị trí nguồn cấp. Đây là cái quảng cáo đúng không ạ. Vị trí tiếp theo là vị trí cột bên phải, đây là vị trí cột bên phải chúng ta đúng không ạ. Vị trí cột bên phải là vị trí ở bên phía tay phải, nhưng chúng ta chỉ dùng máy tính chúng ta mới nhìn thấy được vị trí cột bên phải mà thôi. Đây cũng là một cái quảng cáo đúng chưa. Đấy là một số cái vị trí quảng cáo các bạn phải biết ngay đúng không ạ. Nhưng ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái vị trí quảng cáo của mình đúng không ạ. Các bạn có thể lựa chọn là nguồn cấp, bài viết tức thời hoặc video trực tuyến hoặc cột bên phải hoặc là video sất. Nhưng ở trong cái bài quảng cáo này thì tôi chỉ lựa chọn là tôi chỉ muốn là cái bài quảng cáo của tôi hiển thị trên cái tường cá nhân và new feed của khách hàng mà thôi. Chính vì vậy cho nên tôi sẽ chọn là nguồn cấp. Có thêm vị trí Instagram nữa đúng không ạ? Instagram là công ty con của Facebook. Chứ vậy khi mà bạn lựa chọn và bạn tích vào cái này thì khi mà bạn tích vào thì quảng cáo của bạn nó không chỉ hiển thị ở trên Facebook mà nó còn hiển thị cho cả những người dùng ở trên Instagram nữa.
Messenger đó. À, sau khi mà chúng ta lựa chọn cái vị trí quảng cáo xong rồi thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn cái ngân sách quảng cáo của chúng ta. Ngân sách đúng không ạ? À, bạn có hai lựa chọn, một là lựa chọn ngân sách hàng ngày và lựa chọn ngân sách trọn đời. Thì ngân sách hàng ngày số chính là mỗi một ngày bạn sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền. Facebook sẽ cho các bạn lựa chọn là mỗi một ngày thì bạn sẽ trả bao nhiêu tiền cho quảng cáo, thì Facebook phân phối cái đấy cho các bạn. Và lựa chọn ngân sách trọn đời trong vòng, khi mà bạn chọn ngân sách trọn đời này thì Facebook định nghĩa là trong một cái khoảng thời gian, thì ví dụ như trong 5 ngày chẳng hạn, bạn sẽ tiêu hết khoảng 3 triệu, thì bạn sẽ lựa chọn ngân sách trọn đời này là ngân sách trọn đời mình để là 3 triệu và mình để giới hạn thời gian là trong 3 ngày. Thì trong vòng 3 ngày thì ngân sách, tức là Facebook sẽ tiêu hết của bạn 3 triệu đúng không ạ? Nó có thể hơn hoặc ít hơn một chút, và ngân sách hàng ngày cũng vậy, nhưng tôi chọn là ngân sách hàng ngày. À, tiếp theo là lịch kết thúc và lịch bắt đầu của cái quảng cáo này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái lịch bắt đầu, lịch kết thúc của quảng cáo này khi nào chạy đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ chúng ta cài đặt chiến dịch nhưng chúng ta chưa muốn cái quảng cáo của chúng ta chạy luôn, thì chúng ta có thể hẹn giờ, là ví dụ như tôi có thể hẹn giờ là 20 giờ chẳng hạn, đúng chưa? Thì 8 giờ thì quảng cáo của tôi bắt đầu chạy. Sau đó ngày kết thúc là ngày 13 tháng, tôi chọn đây. Đấy, bạn có thể lựa chọn ngày của chúng ta. Bạn có thể kết thúc vào ngày 18 cũng được, tùy các bạn. Nhưng tôi ở đây tôi sẽ để chạy liên tục. Nếu mà tôi không thích thì tôi bảo tắt đi. Bạn có thể lựa chọn cái giá giá thầu, cái tối ưu hóa phân phối cho quảng cáo, và có thể lựa chọn tương tác bài viết. Và nếu như chúng ta muốn nhiều người tương tác bài viết hơn thì bạn sẽ lựa chọn là tương tác bài viết. Nhiều người, chúng ta muốn có cái quảng cáo chúng ta hiển thị đến nhiều người hơn ấy, chúng ta lựa chọn là số lần hiển thị, và những người tiếp cận khác nhau thì chúng ta lựa chọn là số người tiếp cận khác nhau. Chúng ta có thể lựa chọn giá thầu tự động hoặc thủ công tùy chúng ta. Như ở đây tôi sẽ để là tự động. Với những người mà chưa từng chạy quảng cáo hoặc là có ít kinh nghiệm trong chạy quảng cáo thì lời khuyên của tôi đó là các bạn nên để cái giá thầu ở cái phần là tự động. Đây các bạn có thể lựa chọn thời gian tính phí cho số lần hiển thị hoặc là số lần tương tác bài viết. Tôi để là số lần hiển thị. Tiếp theo phần cuối cùng này có một phần nữa, đó là phần phân phối, loại phân phối. Thì chúng ta có thể lựa chọn là loại phân phối chuẩn, loại phân phối tăng tốc. Cái này thì một số cái mục tiêu quảng cáo nó mới có thôi, còn một số không có thì cái phần này không có thì chúng ta để im. Sau khi xong tất cả rồi thì các bạn ấn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục đúng không ạ? Sau khi ấn tiếp tục xong thì nó sẽ hiện ra cái phần tiếp theo, đó là phần quảng cáo. Thì ở trong phần này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nội dung của chúng ta muốn quảng cáo là gì. Bạn có thể xem lại phần đối tượng quảng cáo bằng cách chúng ta ấn vào cái phần phía bên tay trái, chúng ta ấn vào nhóm quảng cáo này, thì chúng ta xem lại tổng quan về cái nhóm mục tiêu khách hàng của chúng ta. Lưu ý cho tôi một điều, đó là khi mà bạn đã setup xong cái chiến dịch rồi thì bạn cần phải xem qua lại một lần nữa để đảm bảo tất cả những cái thông tin của mình một cách chính xác và hiệu quả nhất. Rồi sau chúng ta lại quay lại cái mục kia. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn một cái tạo một cái quảng cáo mới, hoặc là chúng ta sử dụng những cái bài viết có sẵn của chúng ta. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn là sử dụng bài viết có sẵn, bởi vì tôi đã viết bài đó có sẵn rồi. Tôi sẽ lựa chọn cái fanpage. Ở đây bạn phải tìm cái fanpage của bạn, tôi thì có khá nhiều fanpage cho nên tôi sẽ tìm tên cho nhanh. Egon Shop như ban đầu đó. Tiếp theo, sau khi bạn đã lựa chọn xong rồi thì bạn có thể lựa chọn cái bài quảng cáo của chúng ta. Đây chính là cái bài quảng cáo như vừa nãy tôi nói đúng không ạ? Sau khi đã Lựa lựa chọn đây thì xong bạn cần cái xem fanpage lại và cái bài bài quảng quảng cáo cáo nó chúng như ta thế này. chúng ta sẽ ấn vào xác nhận. Ấn xác nhận xong thì chúng ta sẽ, đây Facebook thông báo chúng ta là quảng cáo của bạn đã được ghi nhận và chờ xét duyệt thôi. Thì xong thì chúng ta sẽ ấn tiếp tục. Và quảng cáo của ta sẽ được xét duyệt trong thời gian bao lâu thì theo như Facebook nói thì trong vòng 24 giờ quảng cáo của ta sẽ được phê duyệt. Nhưng đối với những tài khoản quảng cáo mà đã từng chạy quảng cáo rồi, có thể trong 5 đến 10 phút là cái bài quảng cáo của ta sẽ được phê duyệt. Còn những tài khoản mà mới lần đầu tiên chạy thì có thể trong vòng 24 giờ thì tài khoản quảng cáo của ta mới bắt đầu chạy và chúng ta mới bắt đầu mất tiền. Còn nếu không thì quảng cáo sẽ được duyệt ngay và cắn tiền ngay được. Thì đấy là toàn bộ cái video về hướng dẫn tổng quan nhất về quảng cáo ngày hôm nay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong các video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyên sâu hơn từng cái phần nhỏ một, từng cái chi tiết nhỏ một, và để nhận thêm nhiều những cái video từ tôi hơn, các bạn hãy nhớ ấn vào phần đăng ký cái kênh video của tôi, và nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới.
Nếu bạn có nhu cầu muốn chạy quảng cáo thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra những cái chiến dịch quảng cáo để mà gia tăng doanh số bán hàng của bạn lên. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong video khác.